Chuyện tao kêu tụi bay đi xử thằng Vũ và thằng Sơn, nên tính kỹ lại. Tao không muốn sùm mọi chuyện lên là không có kết quả gì hết. Dạ đại ca, đúng là em nghe nói thằng này không phải là tay dừa đâu, nó có biệt danh là Sơn Khóa. Em nghe nói nhờ có nó mà Bảy Đá có được rất là nhiều vụ làm ăn béo bở. Bảy Đá? Mẹ, mày dám chơi tao hả? Dù nó có giỏi cách mấy, tụi bay cũng phải có cách bắt nó về đây cho tao, để cho nó một trận. Nhưng thay vì tụi bay dùng sức thì tụi bay dùng trí vẫn hay hơn. Đông á thì tụi em còn ngán, chứ có mình nó có khó gì đâu. Tụi em á đang chờ lệnh đây ca. Một mình nó mà dám làm như vậy cũng không phải là tay dừa, cũng cứng đầu lắm. Tao có kế hoạch trong khuya nay, nhưng tụi bay phải làm cho nhanh, gọn, lẹ, và phải dọn cho sạch sẽ. Mệt lắm hả? Đi nghỉ đi, tao coi Lam được rồi. Mày chăm sóc cho Lam đi, tao đi gặp bọn Tài Miếu Nổi để xử chuyện này. Cái gì? Tao suy nghĩ kỹ lắm rồi, không thể chạy trốn được cái đám Tài Miếu Nổi. Chạy trốn ngoài tao mệt lắm rồi. Rồi cũng sẽ có ngày tụi nó kéo tới đây để xử tao với mày, rồi lôi cô ấy về. Tao đã chuẩn bị tinh thần rồi, sống chết với tụi nó một lần cho xong. Mày khùng quá. Mày nghĩ thử coi, mày chỉ có một mình, mày mà tới đó là tụi nó chém chết mày liền. Nếu như làm không đỡ cho tao một cây thì chưa chắc tao còn sống. Lúc đó tụi nó đã bay vào chém tao chết rồi. Mày cứ coi là tao chết rồi đi, tao quá mệt mỏi rồi. Nhưng nếu tao có mệnh hệ nào, mày lo cho gia đình giúp tao nha. Tao chỉ làm không muốn liên lụy mày đâu. Mày quên là tao từng nói, ở trên đất Sài Gòn này, chuyện của mày cũng là chuyện của tao. Bây giờ tao thật sự rất mừng khi mày đã có một tình yêu. Hãy cố gắng giữ gìn tình yêu của mình. Còn đời của tao coi như đã xong. Thôi, tao đi. Sơn, rồi mày biết đi đâu tìm Tài Miếu Nổi? Tao tin là tụi nó đã cho người canh tao ở phòng trọ. Chỉ cần tao về là tụi nó sẽ xông vào chém tao liền. Tao cũng nhắc cho mày nhớ là chắc chắn trong băng của mày đó có kẻ chơi tao với mày. Cẩn thận đó. Ừ. Mày không được tin ai hết. Ừ. Anh Vũ. Lâm, em tỉnh rồi hả? Em có đau lắm không? Hả? Vì em. Tất cả là vì em. Anh hãy để em giải quyết chuyện này. Ừ, em cứ nằm nghỉ dưỡng thương đi. À, anh đã gom hết đồ đạc rồi. Sau này mình sẽ đi đến một nơi xa, mình làm lại từ đầu nha. Chỉ có em mới giải quyết được chuyện này. Alo. Dạ thằng Sơn vừa mới đi khỏi, sau đó có một thằng theo đuôi nó, sau đó có ba thằng đi vô trong bệnh viện. Em chắc chắn là tụi nó muốn xử tụi con la với thằng Vũ. Giờ sao anh? Có thằng Tài đó không? Dạ không. Tụi bay phải tìm bằng mọi cách cứu thằng Vũ với con Lam. Nhưng mà nhớ, đừng có làm náo động ở bệnh viện. Công an đang để ý đó, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Anh Bảy. Alo, nghe anh Bảy. Nè, tìm cách trốn đi. Thằng Tài miếu nổi nó đang cho quân. Nó tính xử tụi bay trong bệnh viện đó. À, thằng Lửa sẽ đón tụi bay ở bên ngoài. Đi nhanh đi. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Có chuyện gì vậy anh? Em ở đây nha, đợi anh chút. Anh Vũ. Lục xuống đâu? Mày trúng mẹ nó rồi. Nó chưa đi xa đâu, đuổi theo, chạy lên. Nhanh. Nó kìa, chạy lên. Ai trong nhóm bậy đã thông báo chỗ ở của mình, rồi còn biến thằng Vũ đưa làm lính. Tại sao nó còn báo chỗ ở của Vũ và Lam ở khách sạn? Chỉ cần nổ lỏng Vũ và Lam thì đã bắt được Lam rồi. Vậy là nó muốn mình vào cuộc đối đầu với Tài miếu nổi. Ý đồ quá rõ rồi. Nó muốn mình và Tài miếu nổi chơi nhau. Ai đó? Ai? Chú Chính nè. Mở cửa cho chú đi Sơn. Đóng cửa lại. Chuyện gì vậy chú Chính? Sao rồi? Tao nghe Bảy Đá nói cái đám thằng Tài miếu nổi chặn đường mày phải không? Tôi không biết ai theo dõi tôi với thằng Vũ nữa. Ở đây không an toàn cho mày nữa đâu. Thằng Tài miếu nổi nó không tha cho tụi bay đâu. Thì tôi biết. Và bây giờ tôi cũng đang chờ tụi nó tới nè. Mày điên hả? Mày làm sao đánh lại tụi nó? Chết là cái chắc. Tao nói thiệt, tao rất quý mày, coi mày như một đứa em. Tao biết tính của mày khác xa thằng Vũ. Như cái vụ con Thi tự tử đó. Thôi chú à, đừng nhắc đến Thi nữa, tội nó lắm. Sơn à, tao có lời khuyên mày. Trong cuộc đời giang hồ đừng tin ai hết. Mày nghe rõ không? Đừng tin ai hết. Phải tin vào phán đoán và cảm xúc của mình. Nghe chưa? Tao chỉ nói bấy nhiêu thôi. Tao được lệnh đưa mày đi đó. Đi đâu? Đến một nơi an toàn cho mày. Nếu không đi bây giờ thì sáng sẽ khó hơn. Đi đi. Đi Sơn. Thôi được rồi. Đại ca, đôi đầu nó lên cho tao. Lên đây mày. Thì ra mày là thằng Sơn Khóa hả? Mày tụi đăng Tài đang ra tay xử đằng Sơn đó đại ca. Được rồi, tao biết rồi. Mày cứ việc đi về đây đi. Cẩn thận, đừng để cho tụi nó thấy mặt. Biết chưa? Dạ, em biết rồi. Tao không gây thù chuốc oán với tụi mày. Tại sao tụi mày lại làm như vậy? Còn Lam, nó là cô đàn bà của tao. Mày đã cản trở tao bắt nó về. Mày còn dám đánh hai thằng đàn em của tao bầm dập nữa. Lam bây giờ là bạn gái của bạn tao. Cô ấy đang nằm viện chưa tỉnh lại. Như vậy chưa đủ với mày hay sao? Tao nói cho mày nghe, tao sẽ xử nó sau. Chắc nó cũng đang giống trong tình cảnh như mày đó. Rồi cũng sẽ lên thiên đường với thằng Vũ thôi. Mày đã làm gì? Mày đã làm gì? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đụng đến tài miếu nổi. Lấy con dao cho tao coi. Dạ. Tao sẽ cắt tay của mày. Rồi nói vậy. Ai vậy? Tụi nó gọi. Mày nghe đi. Alo, tụi bay sao rồi? Nói đi. Thằng Vũ với con Lam chạy thoát rồi. Cái gì? Tụi nào làm vậy? Hình như là thằng Lửa trong băng bẫy đá đó. Bẫy đá hả? Tụi nó thoát rồi anh. Tụi nó nghi là băng bẫy đá làm. Tao nghe nè. Nè, lâu quá tao không gặp mày. Mày đang ở đâu? Tao muốn gặp mày. Tao cũng đang muốn gặp mày nè. Đại ca, tụi nó tới rồi kìa. Mày muốn gì? Tao hỏi tụi bay muốn gì? Thằng Sơn với thằng Vũ có phải đàn em của mày? Mày kêu con Lam và thằng Vũ ra đây. Nếu không, tao chặt tay thằng này đó. Mày, chặt tay nó cho tao. Thôi đã. Sơn, mày có sao không Sơn? Tao không có hèn nhát như mày tưởng đâu. Mày đến thằng Sơn như vậy là đủ rồi. Chuyện tao làm tao chịu. Mày muốn gì? Mày đã. Mày dạy đàn em của mày thế nào mà để nó chơi tao hả? Mày tưởng tao sợ mày à? Tao không có dễ chơi đâu. Nếu như mày thích, mày bước ra đây. Tao với mày chia tay đôi. Để tụi anh vậy. Để tôi chơi với nó. Thằng nào kiếm với tao cùng dây. Buộc tay tao với nó lại. Hôm nay tao với mày sẽ chơi. Chơi của thằng nào chết thì thôi. Vô. Đừng có nóng. Tài, tụi nó là đàn em của tao. Tụi nó mới ở dưới quê lên nên không biết phải trái. Tao dạy đàn em không nghiêm là lỗi của tao. Mày đừng vì chuyện này mà nổi giận. Mày thấy đó, mày trừng phạt nó như vậy là đã đủ rồi. Mày nhìn nó đi, không cứu là nó chết đó. Ok, bây giờ nếu như mày muốn chơi ở đây, cũng chưa biết thằng nào thắp nhang cho thằng nào trước. Chỉ vì một con đàn bà mà mày huy động anh em tới địa bàn của tao. Mày nên nhớ, mày đang đứng trên đất của tao đó. Nếu muốn chém thì phải chém tao cho chết. Đừng có để tao sống. Tao mà sống, mày biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Mày nói đúng. Tao là một con điếm. Lớp. Lớp, em đã đang chỉ vậy hả? Nhưng mà mày nhớ lại đi. Mày đã lợi dụng tao kiếm được bao nhiêu tiền. Mày giết tao đi. Tao không muốn sống mà bị mày truy sát như vậy nữa, liên lụy tới bao nhiêu người vô tội. Mày giết tao đi, còn nếu không mày để tao sống cuộc đời còn lại của tao. Mày hành hả? Mày chà đạp tao như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ sao anh mày? Chẳng lẽ mình để tụi nó đứng trên đất của mình sao? Chém chết mẹ tụi nó hết đi. Tụi mày muốn gì? Muốn gì hả? Tao đố tụi mày bước ra khỏi đường đây. Anh em, dạ hết tất cả các lối ra. Dạ. Thôi cho qua đi anh, không đáng gì. Mình bỏ qua đi anh. Được, tao sẽ bỏ qua. Nhưng với một điều kiện. Thằng này phải chui qua hang của tao. Mày đừng có quá đáng nghe chưa? Anh Bảy, được, tao lập. Anh Vũ, không sao đâu. Nhưng mày phải hứa không được truy sát Lam nữa, để cho Lam sống một cuộc sống đàng hoàng, chứ không phải truy sát Lam như một con thú. Anh Vũ, má nè, cái thằng nhà quê này sao mày sến quá vậy? Được, tao là Tài Miếu Nổi, tao hứa là tao giữ lời. Anh Vũ, đừng mà anh Vũ, em không đáng đâu anh Vũ. Đâu. Anh Bảy, đừng có để anh Vũ làm vậy. Anh cứu anh Vũ đi anh Bảy. Mày chui đi mày, con chó. Anh Vũ, lẹ đi mày con chó. Anh Vũ. Qua hai con chó gì đó. Ủa đi mày. Sơn, mày có sao không Sơn? Tao làm liên lụy mày rồi Sơn. Sơn, mày đừng có gì vậy Sơn. Cứu đi anh Bảy, anh Bảy. Tao chưa chết được đâu. Sơn, chết là hết thôi. Chết còn khỏe hơn là sống trong giới giang hồ này. Sao tụi mày không giết tao luôn đi Sơn. Mày đừng ảo tưởng vào sức mạnh bản thân của mày. Mày mở mắt to ra để biết mày đang nói chuyện với ai. Mày phải sống để nhớ mặt của tao. Tao là Tài Miếu Nổi. Mày coi chừng tao nghe mày. Đi tụi bay. Anh Vũ. Lâm ơi. Lâm, em có sao không Lâm? Lâm, anh Bảy đi em. Giờ sao anh? Lâm, đưa tụi nó vô trong đi Lâm à. Dạ Lâm. Anh Bảy. Lâm, coi chừng tụi nó đi. Alo, tôi nghe. Bác sĩ Tùng hả? Ghé qua xưởng tôi gấp. Chưa? Cứ nằm đó đi nè. Tặng cho mày. Đúng hôm qua là một ngày rất là tồi tệ đối với mày. Cũng may là mày không có bị nội thương. Thằng Vũ, Lam. Yên tâm đi, tụi nó đang ở khách sạn của thằng Lũ đó. Ở đó sẽ tiện hơn, có người chăm sóc cho tụi nó nữa. Ông Chính sao rồi anh Bảy? Ông Chính không sao. Thôi, lo dưỡng thương ở đây một thời gian đi. Ở đây không ai để ý đâu. Cần gì á thì có đàn em nó lo cho mày. Nghỉ ngơi đi, tao về đây. Mình quá coi thường thằng Tài Miếu Nổi. Sau một thời gian mà nhóm của nó mạnh lên rất nhiều. Sơn à, tao có lời khuyên mày. Trong cuộc đời giang hồ đừng tin ai hết. Mày nghe rõ không? Đừng tin ai hết. Phải tin vào phán đoán và cảm xúc của mình thôi. Không thể tin ai? Ý ông chính là sao? Ủa, em dậy rồi hả? Ừ. Anh cứ mua cháo cho em ăn nè. Anh. Hả? Anh Sơn sao rồi? Nó không sao. Nghỉ ngơi chừng khoảng 1-2 tháng là khỏe à. Em lo cho em kìa. Nhìn xanh xao quá. Anh cứ mua cháo cho em ăn nè. Chỗ này ngon lắm. À lũ chị anh mua đó. Anh đút cho em ăn nha. Em làm phiền mọi người quá. Bây giờ mọi chuyện qua rồi. Em sẽ không cần phải chạy trốn nữa đâu. Tất cả đối với em giống như là một cơn ác mộng vậy. Thôi được rồi. Anh cấm em không được suy nghĩ nhiều đó. Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nè, bây giờ anh đút cháo cho em ăn. Xong rồi uống thuốc. Nghỉ ngơi rồi ngủ. Công việc của em chỉ có vậy thôi đó. Nè, ăn đi. Em còn đau hả? Anh để đó đi. Chút nữa em ăn. Ừ vậy thôi, anh để đây. Lát tráng ăn đó nha. Ừ. Anh có mua thuốc cho em nữa nè. Ăn cháo xong 15 phút thì mới uống thuốc nha. Nhớ đó. Ừ. Em nghỉ ngơi đi. Anh đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu vậy? Anh đi với anh A Lũ. Chút xíu anh về liền à. Em đừng có lo. Cứ nằm ngủ đi. Em cứ ngủ càng nhiều càng tốt. Anh chỉ đi uống cà phê thôi mà. Chút anh về á, anh sẽ mua gà ác tìm thuốc bắc cho em tẩm bổ. Ừ. Nghỉ ngơi đi nha. Cứ ngủ đi. Khi nào em mở mắt dậy thì sẽ thấy anh ở đây với em. Lẽ hả? Mày cứ lên liệm hẹn đi. Khoảng 2 tiếng thì tụi tao tới. Giờ đúng giờ nghe chưa? Tao ghét nhất là chờ đó. Anh Lũ, cảm ơn anh đã giúp cho em và Lam. Mọi chuyện giờ cũng đã êm rồi. Chắc thằng Sơn á mất 1 tháng nữa mới bình phục. Còn mà muốn trở lại như trước ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Mà cũng chưa chắc được như xưa. Nó phải tập luyện nhiều nữa thì may ra. Bọn thằng Tài đúng là bọn khốn nạn. Ra tay nặng quá. Anh Lũ, mình đi chưa? Đi. Mẹ, chán sống hả mày? Ê, đó là thằng Lẹ em của tao. Nó sẽ chỉ cho mày cách lưu xe và giật lộn. quá. Giật đồ thôi mà, có cần phải tập cực gì không? Ở dưới cù lao tôi đâu có tập cái gì đâu, cô đi cắp xe người ta nè. Mày nói nghe hay quá. Chạy kiểu như mày á, tôi lo bà to lượt, tôi nó lập ba ba mà nhìn không ra đó. Tới lúc đó đừng có nói sao xui nha mày. Mày nhớ một điều, ở đây á, là cái đất Sài Gòn. Xe thì ông chạy kiểu như mày á thì có thể làm sao mà chạy thoát được tụi đó. Hẻm á thì nhiều, mày phải biết cướp xe, rồi á mày mới chui vô hẻm được, rồi mày mới thoát được với tụi nó. Giang mà tập đi. Mày có biết để tao chạy được như vậy á, tao phải tập hơn 1 năm trời, mày có biết không? Cái gì? 1 năm hả? Chứ mày tưởng là làm ăn cướp dễ lắm hả? Chú mày mà không chạy nhanh á, đến lúc mà bị công an to đó thì vô trong đó mà ngồi, đừng nói sao xui nha. Dáng à, tập đi mày. Con đường có an toàn không Lệ? An toàn. Con lường lại đứt đứt người qua lại, với lại các nhà xung quanh la lây không có gắn camera, cho nên mày không cần phải lo lâu. Mày nên nhớ, muốn hành động á là phải lựa những con lường như vậy nè mới hành động. Con ngồi thấy kìa. Dạ. Vậy hả? Mày phải để ý những con ngồi vừa sách giỏ vừa nghe điện thoại cho tao. Mày cảnh giới cho tao. Thì chiều nay gặp đi rồi tính nghe. Ủa sao giờ hẹn nhau rồi mà. Những con mồi đặc biệt là phụ nữ để giỏ sách trên xe. Vô. Tao thấy mày hôm nay á bắt đầu á nhanh tay nhẹ mặt hơn rồi đó. Tuy là mình chỉ ăn hàng nhỏ thôi, yên tâm đi, nhưng mà mày sẽ có được kinh nghiệm từ từ á. Nói thiệt chứ ông, nhiều để ít quá, không bằng một gốc vô mấy tiệm vàng nữa. Ê Sơn, mày nhậu nữa hả? Uống chút đỉnh thôi. Mày sao rồi? Khỏe không? Nếu chỉ độc thể xác thì tao chịu được. Nhưng mà bây giờ tao đang buồn quá, tao nhức đầu quá. Chuyện của tao và Thu làm cho tao đau hơn. Thôi bỏ đi, nghĩ ngợi chi nhiều. Uống bia đi, cho đỡ đau bồn. Thôi, tao đang uống kháng sinh, không uống bia được. Không uống bia được, tặng heo quay. Chỗ này bán heo quay ngon lắm nha. Thôi mày cứ ăn đi, tao không muốn ăn. Hả? Sao vậy? Mày phải ăn đi, chứ máu lành bệnh. Heo quay lành mà. Ước gì bây giờ tao đang ở dưới quê, nơi đó thật yên bình. Trời ơi, mày âu sầu hoài, tao chán mày quá. Tao qua thăm mày mà tự nhiên mày làm tao quải thêm nữa. Làm sao rồi? Có khỏe không? Làm chắc 1 tuần nữa sẽ khỏi. Nhưng mà tao nghe nói mày tới cả tháng lận đó. Cái gì? Sao anh Bảy nói với tao bác sĩ báo là khoảng nửa tháng? Chắc là ông động viên mày thôi. Nếu như vậy thì tao vô dụng rồi. Tao phải tập đi lại, phải mất vài tháng mới bình phục lại được. Tao không ngờ tụi nó đánh tao nặng như vậy. Thôi được rồi, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ mày có việc nghỉ ngơi. Cần gì á, đã có tao rồi. Mày muốn gì không, tao mua cho. Cái mà tao cần mày không mua được đâu. Là gì ghê vậy mày? Cái gì? Một xoan hả? Là tự do. Để tao nói mày nghe. Mình đã chấp nhận theo con đường này rồi thì mày đừng bao giờ bi quan. Những lúc nằm như vậy tao suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Giá như ngày trước tao bình tĩnh hơn, không nóng nảy ra tay đánh thằng kia gãy xương sống, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Giả như tao không sân si với ông Năm Xe Ben thì tao đã không lên thị trấn để chứng tỏ mình là thằng bẻ khóa giỏi. Và nhiều chuyện Giá như sợi dây chuyền của tao. Cái gì? Sợi dây chuyền gì? Sợi dây chuyền mày hay đeo đâu rồi? Nó rớt đâu rồi tao không biết nữa. Ước gì thời gian quay ngược lại. Thời gian là thứ mà cả người giàu và người nghèo đều có giống như nhau. Mày biết không, đôi khi tao cũng rất muốn thời gian quay trở lại. Tao thực sự chúc mày và Lam hạnh phúc. Mày hãy để dành tiền rồi đi khỏi Sài Gòn, đi đâu đó làm lại từ đầu đi. Mày đã từng giết người rồi, mày không nên ở đây nữa. Tao biết. Tao cũng đang cố gắng kiếm tiền về để dành mà. Bằng cách nào? Thì bây giờ tao cũng mới đang nghĩ cách thôi. Thôi, nghỉ ngơi đi, bữa khác gặp nha. Tao về đây. Vũ à, Vũ. Tự do là thứ không có gì mà mua được. Mày hãy dẫn Lam đi xa và rời khỏi Sài Gòn đi. Mày có thể sổ khá bất cứ lúc nào đó. Nè. Mày đừng có nói xui nha. Mày đừng tưởng mày bị thương, tao không dám đánh mày nha. Nha. Nghỉ ngơi đi. Thu ơi, em có hạnh phúc không? Anh có rất nhiều tiền, nhưng anh không mua được tự do, không mua được hạnh phúc như anh tưởng. Ngày mai của anh là con đường đầy bóng tối vây quanh. Ngày mai của anh không còn cơ hội để làm người lương thiện nữa rồi. Chúc em một ngày thật nhiều niềm vui nha. Anh mong em luôn khỏe mạnh. Chạy xe cẩn thận với em. Anh cũng bắt đầu làm. Em cũng chúc anh y chang như anh chúc em. Anh làm việc vui nha. Mời vào. Anh Huấn, có ba anh tới tìm. Ủa, cảm ơn em. Con. Dạ. Ba. Cảm ơn con nghe. Dạ chào chú. Ngồi đi ba. Ủa, ba đi đâu vậy? Lâu nay không để ý tới công việc của con. Sẵn dịp đi thăm mấy người bạn rồi ghé qua coi lúc này con làm ăn sao rồi con. Công việc của con thì cũng bình thường à. Uống miếng nước đi ba. Cảm ơn con. Ba, dạo này sao con thấy ba hay đi qua Campuchia quá vậy? Ba đi qua bển đánh bài đúng không? Đâu có con, đánh bài gì. Ba đi qua đó thăm mấy người bạn. Con không nhớ hả? Ba có đồng đội bạn bè ở bên đó nhiều lắm hay sao? Ba, Dạo này á, con thấy ba con mình giống như mặt trời với mặt trăng vậy á. Là sao? Con thì suốt ngày đi vô đi làm, còn ba thì ở ngoài đường tối ngày luôn à. Nè, ba đừng có nói với con là ba có một người phụ nữ ở bên ngoài rồi nha. Bậy bạ, phụ nữ gì con? Phụ nữ gì đây? Con nói vậy làm sao? Thì tại dạo này con thấy ba lạ lắm. Lạ gì? Ba thay đổi nhiều lắm. Ví dụ giống như là cách ăn mặc của ba nè. Ba thích có ngoại hình vậy để dễ làm việc thôi mà. Với lại con cũng biết tánh ba. Sao ba? Ba thích đi đây đi đó, chứ lớn tuổi rồi. Ba không thích ngồi hoài ở một chỗ. Với lại ba muốn làm việc để kiếm thêm tiền. Thôi ba, gia đình mình đâu có thiếu thốn gì đâu mà ba phải lo đi kiếm tiền. Với lại con đã về đây con làm việc, thành ra ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Ba làm cả đời rồi. Kiếm tiền á, đôi khi không phải là cần tiền đâu con à, mà đó chính là một sự thích thú. Ủa, là sao ba? Giờ thì ba tính vậy, đổi nhà mình sang căn biệt thự để mà ở. Với lại ba cũng có hỏi rồi, đâu khoảng chừng 15 tỷ à. Cái gì? 15 tỷ hả? Ừ, ở bên khu Thảo Điền đó con, sát mé sông, gần sông mát mẻ lắm. Chứ ở Sài Gòn giờ nóng bức quá. Ba, nhưng mà con thấy cái nhà mình đang ở cũng được mà. Cái đó là nhà cũ, nhà phố, nó nhỏ, nó chật hẹp quá. Rồi là của nhà nước quá giá nữa. Mai mốt chắc chắn cũng phải đập mới xây sửa lại à. Thay vì mình đập mình sửa lại thôi, mua biệt thự ở cho rộng rãi thoải mái hơn. Thấy không? Nhưng mà 15 tỷ là số tiền rất lớn. Cha con mình đâu có đủ. Yên tâm, ba để dành lâu nay mà, con đừng có lo. Cái gì? Ba để dành được 15 tỷ hả? Ừ, đúng rồi. Thì 15 tỷ... Thôi, con yên tâm đi, đừng suy nghĩ gì hết trơn á. Ba mua nhà mới này á là để dành cho con cưới vợ. Phải có căn nhà để làm vốn liếng sau này, rồi vợ chồng con cái sống hạnh phúc với nhau. Nè, con không nghe ông bà người ta nói hả? An cư mới lạc nghiệp, thấy không? Dạ, con cảm ơn ba. Ủa, mà còn chuyện của con với con Thu, con chú Năm sao rồi? Dạ, con thấy Thu là một cô gái rất là tốt đó ba. Con thích cổ lắm. Mà con nghĩ hình như con yêu cổ rồi đó ba. Vậy hả? Nhưng mà con cảm nhận là Thu không có yêu con. Là sao? Con không biết. Tình yêu chứ đâu phải là bài toán đâu mà con có thể trả lời đáp số cho ba liền được. Liêm Lai thằng Vũ sẽ hành động. Con mồi là một tay lại da. Nó mới làm. Cho thêm người bảo vệ nó đi. Coi chừng cảnh sát hình sự đó nghe chưa? Anh yên tâm, em đã cho thằng Lẹ đi theo nó. Có chuyện gì thì nó giải ra cản lịa. Chứ em vợ thì em già rồi, giờ em chuyển qua ăn chay rồi. Bà nội cha mày, mày nghĩ sao vậy? Mày mà ăn chay, Phật cũng ngạc nhiên mà nhảy xuống đó. Anh Bảy này. Mày có chắc là thằng Lo nó về đường lại không? Tôi đã mấy ông mấy ngày nay rồi. Chắc chắn ông sẽ về ngang con đường này. Và chỉ có con đường này mới ăn hàng được thôi. Tới kìa. Cảnh giới xuống lưng cho tôi. Mày muốn gì? Cướp! Mẹ thằng cho. Ông làm gì vậy hả? Mày Liên hả? Tại sao mày làm thằng cha đó? Lỡ công an nó bò tới thì sao? Rồi chưa kể anh Bảy mà biết được anh sẽ xử mày như thế nào. Bây giờ mày đi đi, mọi chuyện để tao lo. Ly đi bậy, lẹ đi. Sao anh về trễ vậy? Ủa, em làm anh hết hồn mà. Sao giờ em chưa ngủ nữa? Em chờ anh về mới ngủ được. Mày muốn về trễ thì cứ ngủ trước đi, đừng có chờ anh nữa. Có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Người anh dơ quá. Anh đi tắm coi.